Xin mời chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu với anh em một con Q8. Con này thì nó chẳng còn xa lạ với các bác rồi. Vừa rồi bên em bán cũng rất chi là nhiều. Đây là cái vỏ của nó nhá. Đấy, em vừa bóc ra xong. Đấy, đây là cái xốp chống xước. Dây nguồn hai chấu. Đấy, rất xịn sò. Và có đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng cho anh em nhé. Và bây giờ ta sẽ đi vào nhân vật chính đây. LX Q8 rất chi là đẹp. Đây là một dòng băng cơ, nhưng mà nó không khác gì một con băng số anh em nhé. Chỉnh eco reverse repeat độc lập nhé, chỉnh độc lập luôn, quá chi là hay. Con này thì hôm nay em kết nối với cả một con code server số đấy, cũng là của LX Aquatic DX480 anh em nhé. Con này thì cũng quá chi là xịn sò, chuyên dành cho anh em chơi sự kiện và cả gia đình đều được hết nhé. Đấy. Khi ghép lối giữa con vang này với con code server thì nghe ra chất âm này rất chi là hay nhé. Đấy. Và đây em đã kết nối, em sẽ mở nhạc cho anh em nghe. Đấy. Quá đa luôn anh em nhá. Con vang này anh em để chơi sự kiện rồi nhá. Nghe ra chất âm mà nói rất chi là hay. Nó có đầy đủ các chế độ cho anh em nhá. Đấy, vặn nhỏ một chút. Đấy. Giới thiệu qua với anh em về con vang này. Thì là đây là nó có hai đường cổng mic riêng biệt đấy, chỉnh volume mic 1 và mic 2. Đường exciter này nó như là lưng tiếng anh em nhé, đấy, chế độ lưng tiếng. Còn EF Mute này thì nó dành cho reverb đấy, nó không còn tiếng, nó cắt tiếng echo của anh em đi nhá. Còn low min 2 này nó phần chỉnh về phần mic, phần dưới này cũng là low min 2, nó kiểu đường effect đấy. Balancer này nó cân loa. Còn đâu nó cắt giải tần từ 140Hz cho đến 3,5 kHz anh em nhé. Đấy. Đấy, 3 dancer cân loa. Và cái này nó có cả cây chống hú FPE. Đấy. Khi hú anh em phải nhấn vào nhé. Còn nó không thì nhả ra. Đấy. Cái mặt đồng hồ này thì nó hiển thị là repeat, delay, reverb. Đấy, chỉnh độc lập cho anh em nhé. Rất dễ chỉnh. Anh em chỉ cần một cái tua vít nhỏ thôi. Đấy, cái tua vít nhỏ hoặc là cái bút điện đây là anh em cũng có thể chỉnh được rồi nhá. Chỉnh theo ý muốn của mình, nhanh chậm hoặc là độ vang nhại đều được hết. Đây là eco tổng. Eco tổng này thì anh em để cho em hướng 12 giờ là ok rồi. Rất dễ chỉnh thôi. Còn low min 2 này là cái đường chỉnh của nhạc. Đấy, balancer này cũng là cân loa này. Còn đây là chỉnh phần to nhỏ của mic anh em nhé. Đấy, volume tổng của mic. Đây là volume tổng của nhạc. Đây là AUX1, AUX2. Đấy, nhấn vào thì nó AUX2 và nhả ra nó AUX1. Còn trên này nó là phần input. Anh em để chuyển cổng quang OP, cổng quang USB hoặc là Bluetooth đều được nhá. Đấy, đây là phần chuyển, chuyển đầu vào anh em nhé. Đấy, em sẽ alo thử cho anh em nghe nhá, cái chất âm của con vang này. 1 2 5 6 7 8 9. Nghe rất chi là ấm nhá và rất chi là sáng tiếng. Khi anh em muốn phát biểu, anh em nhấn chữ F Motel này vào. Đấy. Adi, 5 6 7 8 9. Đấy, nó chỉ có vợt không anh em nhé. Đấy, chỉ có vợt không. Nên các bác phát biểu rất chi là hay và dễ. Adi, 5 6 7 8 9. 1 2 5 6 7 8 9. Còn bình thường các bác hát thì các bác nhả ra cho em. Đấy. Thì là nó có cả pha cả tiếng echo đấy nhé. Adi, 5 6 7 8 9. Giá thì rất chi là bình dân, chỉ 2,4 triệu bao ship tặng giấy rác cho anh em. Đấy, một con vang quá chi là tuyệt vời. Con vang này thì các bác mà chơi sự kiện hoặc là chơi ở trong gia đình thì không còn gì để nói nữa. Chơi sự kiện con này mà cộng với con code server số này nữa thì không còn gì bằng nhá. Đấy. Giá của con vang này là 2,4 triệu. Đấy. Và con code server này thì bên em đang bán với giá là 5,8 triệu.
còn code server số lại tất cả chỉnh hết cho các bác theo chế độ. Về phần sau đấy, kết nối thì rất đơn giản thôi. Đây, sub thì em đấu xuống đường in, đường in 3 của con code server này đấy. Còn đâu cổng 3, còn đâu cái đường main RL thì em sẽ đấu vào cổng 1, cổng 2 đấy. Và đường output của con code server này thì xuống đẩy thôi đấy. Rất đơn giản. Rồi, quá chi là hay nhá. D5678 nghe rất chìn là hay. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nào xem video thấy hay nhớ like, nhấn chuông và đăng ký kênh. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.